Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 100 độ của Truyền hình Bình Phước. Rất nhiều thông tin nóng trong tỉnh, trong nước và thế giới sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Đồng Xoài, The Happy Home hiện thực hóa giấc mơ mua nhà thành phố với giá chỉ từ 600 triệu một nền, cùng hệ thống nội khu tiện ích. The Happy Home, giấc mơ thành phố cho thế hệ tương lai. Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ 13 thuộc địa phận khu phố 6 thị trấn Trân Thành, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước giữa xe ô tô và xe đạp làm một người đàn ông bị thương nặng. Toàn bộ vụ tai nạn đã được camera an ninh của một hộ dân bên đường ghi lại. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Innova biển kiểm soát 51G05601 do tài xế Trần Quốc Bình sinh năm 1993, ngụ phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, lưu thông theo hướng từ huyện Trân Thành đi thị xã Bình Long, đã tông vào xe đạp do ông Nguyễn Văn Phịnh, ngụ tại khu phố 6 thị trấn Trân Thành, huyện Trân Thành, đang chạy vào đường ngược chiều. Làn đường dành cho xe ô tô, vụ tai nạn làm cho ông Phịnh bị thương rất nặng, đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Như quý vị đã biết, tai nạn giao thông không chừa một ai, chỉ cần vài giây thiếu quan sát hoặc vi phạm luật giao thông là có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Và hôm qua trên quốc lộ 6 đoạn qua xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô biển số 26A07581 do anh Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1977, trú tại Vân Hồ, tỉnh Sơn La điều khiển, chở theo một hành khách nam đã bất ngờ va chạm với ô tô chở khách 29LD 30460 đi ngược chiều do anh Lê Đình Hợp sinh năm 1972, trú tại Hoài Đức, Hà Nội điều khiển. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân trên xe con tử vong tại chỗ. Cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình cắt cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn và tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắc xác minh làm rõ vụ việc 2 nhóm nữ sinh đánh nhau trong lớp học, quay clip phát tán trên mạng xã hội gây dư luận phẫn nộ. Theo kết quả xác minh ban đầu, sáng ngày 9 tháng 4, một nữ sinh gọi tắt là D, học lớp 10C tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắc đã xảy ra mâu thuẫn với một bạn nữ tên gọi tắt là V, học sinh lớp 10E cùng trường. Sau đó, em D đã bị nhóm của V đánh hội đồng. Vì quá bực tức nên D đã nhắn tin báo sự việc cho chị gái nghe. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chị gái D đã lên tận phòng học để tìm. Tại đây, giữa hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã rồi lao vào dùng tay chân đấm đá lẫn nhau. Sự việc đã được nhiều em học sinh trong trường dùng điện thoại quay lại rồi phát tán trên mạng xã hội. Tại tỉnh Quảng Ngãi, một tụ điểm buôn bán ma túy được xây dựng thành bong ke và có cảnh giới hết sức tinh vi vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh này triệt phá thành công. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết đã triệt phá thành công một điểm mua bán ma túy phức tạp do đối tượng Phạm Thị Trâm, 36 tuổi, ở số nhà 294 đường Lê Lợi thuộc tổ 5 phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi cầm đầu. Ngoài ra còn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Phương, 36 tuổi, ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua khám xét chỗ ở, Phạm Thị Trâm phát hiện nhiều túi tép đựng ma túy heroin, số lượng lớn gần 100 gam heroin. Được biết đây là bong ke ma túy phức tạp tồn tại trên đường Lê Lợi thời gian dài. Đối tượng thường dùng thủ đoạn tinh vi như cho người cảnh giới, chỉ giao hàng cho các đối tượng nghiện quen biết qua một lỗ cửa nhỏ. Xung quanh nhà thiết kế bong ke, lắp đặt camera theo dõi. Nếu phát hiện lực lượng công an thì đối tượng tiêu hủy, tẩu tán tang vật. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông quận đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một xe khách đang vận chuyển hàng trăm bao thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát 79B02414 thuộc nhà xe Quang Hạnh do tài xế Bùi Quốc Phong và Nguyễn Sĩ, trú tại tỉnh Khánh Hòa điều khiển, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu và đội cảnh sát giao thông quận đã phát hiện 2 tài xế này đang vận chuyển 3.490 bao thuốc lá điếu. trong đó có 3.000 bao hiệu ST và 490 bao hiệu Marlboro. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định tạm giữ một nhóm người gồm 6 nam, nữ để làm rõ về hành vi tụ tập đánh bạc trái phép. Tất cả đều trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, nhóm nam nữ này đã tụ tập tại nhà của một người dân ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để đánh bạc bằng hình thức cào ăn tiền trái phép. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm tiền mặt và 7 bộ bài tú lơ khơ và nhiều tang vật khác. Hiện vụ việc đang được công an huyện Bố Trạch hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ ngày hôm qua đã khuyến cáo 16 hãng khai thác máy bay 737 MAX tạm dừng vận hành dòng máy bay này để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến hệ thống điện. Hãng cũng cho biết đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan hàng không Liên bang Mỹ và sẽ hướng dẫn khách hàng cách khắc phục vấn đề trên. Boeing cũng lưu ý, vấn đề mới này không liên quan đến hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay, phần mềm kiểm soát bay bị cho là nguyên nhân gây ra 2 vụ tai nạn trước đó liên quan tới dòng máy bay 737 MAX. Sau thông báo của Boeing, một số hãng hàng không của Mỹ như Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines đã quyết định tạm dừng khai thác tổng cộng hơn 60 máy bay 737 MAX. Thông báo của Boeing là một bước thụt lùi mới đối với dòng máy bay từng bán chạy nhất của hãng. Núi lửa La Soufriere tại quốc đảo Saint-Vincent và Grenadine ở vùng Caribe đã bất ngờ phun trào mạnh, phát tán cho bụi ra những ngôi làng xung quanh và buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Đây là lần đầu tiên núi lửa này phun trào trong 40 năm qua. Theo cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp quốc gia, núi lửa La Soufriere phun cột cho bụi cao 6.000 m lên không trung và cho bụi từ ngọn núi lửa ở phía bắc phát tán đến tận sân bay quốc tế Ajay ở phía nam quốc đảo. Cơ quan này khuyến cáo người dân sinh sống ở các khu vực báo động đỏ lập tức sơ tán. Trước đó, ngày 8 tháng 4, chính quyền địa phương đã phát lệnh sơ tán các cư dân ở trong vùng báo động đỏ, có khoảng 16.000 người đang sinh sống tại các khu vực này. Thưa quý vị, trước tình trạng bạo lực gia đình gia tăng trong thời gian giãn cách xã hội, ở Ba Lan đã xuất hiện một trang web dưới hình thức một trang bán mỹ phẩm trực tuyến, nhưng thực chất là một đường dây trợ giúp bí mật cho các nạn nhân của bạo lực gia đình. Thoạt nhìn, đây là một trang web bán mỹ phẩm trực tuyến hết sức bình thường. Tuy nhiên, đây thực tế là một địa chỉ tiếp nhận mọi lời kêu gọi cầu cứu của những nạn nhân của bạo lực gia đình. Kestia Pasco, một thiếu niên Ba Lan, là người quản lý của trang web đặc biệt này. Em đã được truyền cảm hứng từ câu chuyện từ nước Pháp. Người ta có thể tới hiệu thuốc và hỏi mua loại khẩu trang số 19, và đó là ám hiệu thông báo rằng người đó là nạn nhân của bạo hành và sẽ nhận được trợ giúp. Thay vì những nhân viên bán hàng sẽ trả lời các tin nhắn của bạn, các chuyên gia tâm lý sẽ là người tiếp nhận mọi vấn đề của những người mua hàng của trang web bán mỹ phẩm đặc biệt này. Tính tới nay, trang web bán mỹ phẩm trá hình này đã kịp thời hỗ trợ được 350 trường hợp khẩn cấp và đã nhận được một giải thưởng vì cộng đồng trị giá gần 12.000 đô la Mỹ. Nhưng với Pasco, những gì em và nhóm của mình làm được vẫn còn rất nhỏ với tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng trong xã hội Ba Lan. Thưa quý vị, thường thì phải đến giữa tháng 4, hoa anh đào mới bắt đầu nở rộ, thế nhưng năm nay lại khác. Từ Tokyo đến Washington và cả Bình Nhưỡng hay Quý Châu của Trung Quốc, hoa anh đào đã bung nở từ cuối tháng 3 và được coi là sớm nhất trong hơn 1.200 năm trở lại đây. Sau những ngỡ ngàng và thích thú, hoa nở quá sớm khiến cho nhiều chuyên gia lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Washington, Mỹ, Quý Châu, Trung Quốc và Tokyo. Những cánh anh đào hồng nhạt khiến những thành phố bị ảnh hưởng của Covid-19 bớt ảm đạm hơn. Hoa anh đào bung nở khiến cho nhiều thành phố trên thế giới như bước vào cảnh thần tiên. Một quan chức tại cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết hiện tượng nóng lên toàn cầu đã khiến hoa anh đào nở sớm trong năm nay. Nói cách khác, việc hoa anh đào nở sớm là một dấu hiệu bất thường cho thấy biến đổi khí hậu, tình trạng nóng lên toàn cầu là có thật và ngày càng hiện hiện trước mắt mọi người. Hoa anh đào rất nhạy cảm với nhiệt độ. Việc ra hoa và nở rộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ thấp vào những năm 1820 nhưng nó đã tăng khoảng 3,5 độ C cho đến nay. Hoa anh đào ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Nhật Bản trong nhiều thế kỷ và thường xuyên được sử dụng trong thơ ca và văn học. Sự mong manh của loài hoa này được coi là biểu tượng của sự sống, cái chết hoặc là sự tái sinh. Còn dưới con mắt của các nhà khoa học, hoa nở sớm là phần nổi trong tảng băng chìm của một hiện tượng toàn cầu có thể gây bất ổn cho hệ thống tự nhiên và kinh tế các quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 100 độ ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.